riêng đều được biến tấu để phù hợp với khẩu vị của từng vùng miền. Nếu như bánh mì Hà Nội ngập trong pate, chả thịt, tương ớt cay cay thì bánh mì miền Trung lại có đến hơn 10 loại nhân khác nhau, nhân sốt béo ngậy. Hay như bánh mì Sài Gòn lại đặc biệt ưu tiên ruốc, trứng kho xíu mại với vị ớt cay nồng, dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn. Số 1, Hà Nội, bánh mì 25, mặc dù nằm vòn vẹn góc nhỏ trên phố Hàng Cá, quán luôn tấp nập và đông khách xếp hàng, thực đơn tại đây khá đa dạng, bao gồm nhiều loại nhân như gà nướng, thịt bò áp chảo. Xuất hiện nhiều trên các trang ẩm thực uy tín, bánh mì 25 trở thành địa chỉ được du khách nước ngoài tìm kiếm. Bánh mì Lãn Ông, nằm trên phố Chả Cá, bánh mì Lãn Ông là một trong những địa chỉ lâu đời và nổi tiếng ở Hà Nội. Bên trong ổ bánh mì là sự kết hợp hòa quyện giữa vị bùi béo từ pate, chua nhẹ của rau củ, tất cả tạo nên hương vị đậm đà rất khó quên. Bánh mì Phố Huế, cửa hàng nằm trên phố Huế sầm uất được biết tới là tiệm bánh mì lâu đời. Nơi đây đã từng được phóng viên đài BBC, chuyên gia ẩm thực Gelfridis nổi tiếng thế giới dành lời khen ngợi với món bánh mì pate cổ truyền. Sau khi nhận bánh, bạn có thể tùy ý thêm và điều chỉnh lượng sốt phù hợp với sở thích. Bánh mì Bà Dần, tồn tại hơn 4 thập kỷ, cửa hàng nằm trên phố Lò Xũ là một trong những tiệm bánh mì lâu đời nhất thủ đô. Ngoài bánh mì kẹp pate truyền thống, ở đây còn phục vụ bánh mì chảo bao gồm đầy đủ các nguyên liệu như xúc xích, trứng ốp, lạp sườn. Đặc biệt, chủ quán cứ 3 tiếng sẽ thay mẻ bánh một lần để đảm bảo độ giòn, thơm. Bánh mì Đinh Liệt, cửa hàng bánh mì nằm trên phố Đinh Liệt luôn hút khách bởi giá cả phải chăng và hương vị riêng biệt. Bên cạnh bánh mì truyền thống, quán có nhiều lựa chọn như bánh mì chảo, bánh bao, tất cả đều được bày rất hấp dẫn và đẹp mắt. Chỉ từ 20.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món ăn thơm ngon này ngay giữa lòng phố cổ. Số 2, Đà Nẵng. Bánh mì Cô Phượng, khi đến Đà Nẵng, không còn thấy xa lạ khi nhắc đến tên bánh mì Cô Phượng mà chỉ muốn phi đến ngay Hội An xinh đẹp mua chiếc bánh mì thơm ngon nằm nhỏ gọn trên đường Phan Châu Trinh này. Bánh mì ở đây ngập tràn các loại topping như giam bông, pate, xúc xích, phô mai, thịt sông khói cùng với các loại rau, kết hợp cùng nước sốt đặc biệt mang thương hiệu lâu đời, được chế biến một cách cẩn thận và sạch sẽ. Nghe thôi đã thấy kích thích vị giác. Bánh mì Madame Khánh. Bánh mì Madame Khánh cũng là món bánh mì hấp dẫn chỉ sau bánh mì Cô Phượng. Người dân Hội An nói rằng món này hợp với khẩu vị người Bắc dễ ăn nên vô đây có thể ăn bánh mì này. Bạn sẽ choáng ngợp trước phần nhân bánh có hơn 10 loại nhân gồm thịt quay, thịt nướng, trứng chiên, dưa góp, pate, phô mai, đặc biệt là khi ăn kèm với rau nộm và nước sốt. Chỉ cần nhìn chiếc bánh mì với đầy đủ nhân bánh thơm ngon là không thể kìm lòng. Bánh mì bột lọc ngã ba Ông Ích Khiêm, xe bánh mì bột lọc đơn giản, một thau ự bột lọc nhân tôm hoặc đậu xanh, chả cây, nước mắm, rau hành. Ổ bánh mì bột lọc thì mập ú, bánh mì giòn, bột lọc dẻo dẻo thơm mùi tôm diêm kèm nước mắm ngọt, cắn dính miếng chả thì ngon thôi rồi, ăn ổ bột lọc bao no cho buổi sáng luôn. Bánh mì gà Cô Chi, thoạt nghe tên bánh mì gà, bạn sẽ ngỡ như bánh mì được kẹp với thịt gà. Nhưng không hề, thành phần tạo nên sự độc đáo của bánh mì này khác hẳn với những loại bánh mì khác đó chính là phần nước sốt làm từ trứng gà. Xoay xoa trước nhân bánh mì gà gồm có giam bông, đu đủ, dưa leo và ớt cay, và không thể thiếu sốt bơ gà vàng óng, sột sệt, mùi thơm thì béo ngậy. Thế mới nói đây chính là linh hồn của bánh mì gà mà du khách sẽ không bao giờ quên được mùi vị ấy. Bánh mì heo quay, ổ bánh mì giòn giòn, heo quay nóng hổi ra cũng giòn nốt, ăn kèm nước sốt đậm đà, ít muối tiêu với rau dưa là muốn xỉu rồi. Giá bánh mì heo quay tầm 10k 15k ổ tùy bạn muốn thịt heo thêm không nha. Bánh mì heo quay Bà Đê, 118 Huỳnh Ngọc Huệ. Bánh mì heo quay Bích, 447 Trưng Nữ Vương. Bánh mì heo quay Chân Cầu Rồng. Bánh mì heo quay Cô Tuyết, 66 Lê Đình Lý. Có nhiều địa điểm để bạn lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Bánh mì Bà Lan, được bình chọn là một trong những quán bánh mì ngon nhất Đà Nẵng. Chỉ cần gọi một chiếc bánh mì Bà Lan luôn đầy đặn với đủ nhân pate, thịt nguội, chả quế, chả heo và chả bò cùng với nhiều loại rau xanh cho kèm và chút sốt mayonnaise. Chỉ cần nhìn thôi là du khách đã cảm thấy thòm thèm rồi, hương vị làm nên đặc trưng riêng cho bánh mì Bà Lan chính là muối tiêu và ớt xanh rắc chút ít lên chiếc bánh mì. Đặc biệt chính là muối tiêu Bà Lan chính là muối sa huỳnh được sấy và rang nhẹ trên lửa nhỏ để hạt muối tơi, khô mịn, khi ăn sẽ có cảm giác vị ngọt nhẹ nhàng chứ không mặn như các loại muối khác.
Bánh mì chả ong Tí không hề cầu kỳ, hoa mỹ mà lại rất đơn giản. Chỉ với một chiếc bánh mì nóng hổi, chả bò được cắt lát mỏng, rắc chút muối và ớt sốt. Điều hấp dẫn của chiếc bánh mì chính là chả của bánh mì rất giòn, thơm và ngọt. Chả được bảo quản trong tủ lạnh nhưng vẫn giữ y nguyên được mùi thơm đặc biệt. Chả ong Tí là do chính nhà làm nên đảm bảo được về chất lượng. Chả bò có màu hồng nhẹ, còn chả heo thì lại trắng đục. Cả chả bò và chả heo đều có độ sần, không bị bột, nên chính điều này làm nên sự khác biệt hoàn toàn so với những loại chả khác. Số 3, Sài Gòn, bánh mì Bảy Hổ. Xe bánh mì này nghe nói đã tồn tại được hơn 80 năm ở Sài Gòn rồi, và có lẽ là tiệm bánh mì lâu năm nhất ở đây. Xe bánh mì này chỉ bán buổi chiều, khoảng từ 2 giờ đến 17 giờ là hết. Ổ bánh mì đầy đủ thịt xá xíu, pate, đồ chua, hành ngò đẹp mắt, cùng với nước sốt chứ danh sẽ khiến bạn muốn ăn vài cái một lúc luôn. Bánh mì Huỳnh Hoa, tiệm bánh này được giới sành ăn ví von như ngôi sao giữa các tiệm bánh mì vốn đã rất đa dạng. Hấp dẫn ở Sài Gòn bởi đã có không ít bài viết từ trong lẫn ngoài nước nói về mức độ nổi tiếng của bánh mì Huỳnh Hoa, nhân bánh ở đây chủ yếu là giò, các loại giam bông, ruốc và thịt xá xíu. Béo thơm bùi dai hòa quyện lẫn nhau cộng với việc pha cách với lớp pate chính giữa không trộn lẫn cùng vỏ bánh mì khiến mỗi lần nhai là từng đợt vị bùi bùi, thơm thơm tràn vào cổ. Tạo nên thứ hương vị rất khó nhầm lẫn với các loại bánh mì ở tiệm khác. Bánh mì bò nướng bơ Campuchia. Bánh mì được phết bơ lên nướng nóng hổi ăn kèm cùng thịt xiên nướng được ướp vị đậm đà của người Campuchia, thịt có độ dai vừa phải. Khi ăn bạn thêm chút tương ớt cùng đủ bào sợi nữa bảo đảm viền luôn. Đặc biệt, bơ ở đây được chị chủ chế biến lại cho thêm một ít mật ong nên mặt bánh lúc nào cũng có màu vàng óng ánh hấp dẫn cực kỳ. Bánh mì thịt nướng Nguyễn Trãi. Đây là tiệm bánh mì đã được trang mạng concierge.com của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Và cũng từ dạo đó mà lượng khách lúc nào cũng tấp nập từ người Việt Nam cho đến người nước ngoài. Điểm đặc biệt của bánh mì ở đây chính là thịt nướng viên kết hợp cùng đu đủ muối chua, ngọt thơm và sốt đậm đà, mang lại vị ngon không lẫn vào đâu được. Bánh mì Piu Piu, giới trẻ Sài Gòn không còn lạ lắm với quán bánh mì của ông chủ streamer đình đám này. Ước mơ sở hữu chuỗi bánh mì đã thôi thúc Piu mở cửa hàng và tạo nên những chiếc bánh mang hương vị độc đáo. Bánh mì ở đây được chế biến với các loại sốt khá lạ. Có đến 8 loại sốt, 8 loại bánh mì bao gồm cá, gà, bò, lợn, là chính. Ngon nhất của quán này phải kể đến bánh mì bò sốt tiêu đen và bánh mì cà ri gà. Bánh mì Piu được cắt bỏ hai đầu, bên ngoài giữ được vị giòn, bên trong nhân ngập ngụa, đầy ủ và mỗi loại cho một hương vị riêng không lẫn đi đâu được. Cùng ghé những quán trên để thưởng thức những chiếc bánh mì đặc sắc. Nếu thông tin hay, các bạn nhớ like, đăng ký kênh và cho ý kiến nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.